cơ quan nhà nước Việt Nam xây khu dân cư trái phép kiếm lợi tại thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, lấy lý do để giải quyết chỗ ở cho cán bộ của đơn vị mình, một số cơ quan đã tự mua đất lúa, tự đầu tư xây dựng các khu dân cư, từ đó nhiều doanh nghiệp cá nhân cũng làm theo. Cơ quan chức năng đã phát hiện 60 khu dân cư do một số cơ quan, ban ngành, chủ doanh nghiệp và cá nhân tự đầu tư xây dựng trái pháp luật. Rất nhiều các dự án xây khu dân cư của các cơ quan nhà nước đã được xây dựng đường ra vào và hệ thống điện nước, nhưng không có ai vào xây nhà để ở nên đã bị bỏ hoang trong nhiều năm nay. Nhiều khu đất trống bị bỏ hoang này trở thành nơi trú ẩn của những băng đảng trộm cắp, ma túy. Có những khu thấy đất bị bỏ hoang, người dân xung quanh đã tận dụng đất trống để trồng rau cải. Trên thực tế, những khu dân cư này bị bỏ hoang là do không có một nhu cầu nơi ở thật sự. Các khu dân cư này được xây dựng chỉ nhằm đầu cơ đất đai, phân lô bán nền để kiếm lợi. Trong khi đó, những khu dân cư đã có đông người dân sinh sống lại không được đầu tư về cơ sở hạ tầng. Gần đây, thành phố Long Xuyên nghiêm cấm các hoạt động thế chấp, chuyển nhượng, cấp giấy đỏ, xây dựng, sửa chữa nhà cửa, làm cho người dân ở các khu vực này bất bình. Vì cho dù họ muốn bán lại đất đai đã lỡ mua để trả nợ ngân hàng cũng không được. Các khu dân cư trái phép đã tự san đắp mặt bằng từ đất lúa sang đất phi nông nghiệp mà hoàn toàn không có giấy phép. Việc xây dựng trái phép nhằm đầu cơ đất đai, phân lô bán nền để kiếm lợi rõ ràng là đã có sự tiếp tay của giới có chức có quyền ở Long Xuyên vì đã tồn tại trong nhiều năm qua.